Thưa quý vị và các bạn, sau 3 ngày tranh tài sôi nổi nhưng không kém phần quyết liệt, cùng với sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo khán giả, chiều ngày 16 tháng 10, giải bóng đá nữ liên ngành huyện Nậm Nhùn chào mừng 93 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp đã kết thúc thành công. Tham gia giải bóng đá lần này có 7 đội gồm 70 vận động viên đến từ các xã, thị trấn và các cơ quan đơn vị, trường học. Với thể thức thi đấu vòng bảng trải qua hai bảng tranh tài sôi nổi, quyết liệt và hấp dẫn. Trên tinh thần giao lưu cùng với sự cổ vũ nhiệt tình của các cổ động viên, các trận bóng đã cống hiến cho khán giả những pha bóng đẹp mắt. Kết thúc giải đấu, ban tổ chức đã trao giải nhất thuộc về đội phòng giáo dục huyện, giải nhì được trao cho đội liên trường thị trấn. Đội đoạt giải ba là trung tâm y tế huyện. Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng trao các giải cho hoa khôi bóng đá, cầu thủ xuất sắc nhất, thủ môn xuất sắc nhất. Giải bóng đá nữ liên ngành huyện Nậm Nhùn chào mừng 93 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp đã kết thúc thắng lợi, góp phần tạo sân chơi lành mạnh và là nơi giao lưu cho chị em phụ nữ trên địa bàn huyện, xây dựng tình đoàn kết, tích cực rèn luyện thân thể, thể dục, thể thao, nâng cao đời sống tinh thần, đồng thời tạo điểm nhấn ấn tượng để huyện phát triển du lịch.